Cơm thôi mọi người ơi, nè ăn thế này này này, cơm nha mọi người, ăn ngon miệng nha, sáng giờ chưa ăn được, gần Tết uống nhiều quá, ăn chay thịt cá ăn ngắn, giờ ăn như đây hả, hai nồi cơm rồi một mình ăn đấy, giờ mới ăn nha, chúc mọi người ăn ngon miệng, làm ăn phát tài trong năm mới 2024 nha.